Chào các bạn, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn phương pháp làm tất cả các dạng trong phần thi IELTS Reading. Với video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luyện tập sau khi xem xong tất cả các bài giảng và một số kinh nghiệm khi đi thi để làm sao giúp các bạn đạt kết quả điểm tốt nhất có thể. Mình nhắc lại một chút về cách mọi người luyện tập ở nhà. Thứ nhất là mỗi bài giảng video này tuy trình bày đơn giản nhưng nó chứa đựng lượng kiến thức rất lớn. Các bạn nên in slide bài giảng ra, vừa theo dõi vừa gạch chân, bôi vàng, đánh dấu các thông tin quan trọng. Ví dụ như các bước khi làm một dạng, lỗi sai thường gặp của từng dạng mình có nêu ở đầu mỗi slide. Những mẹo này các bạn phải nhớ nằm lòng, bởi vì chỉ một sai sót nhỏ khi đi thi cũng có thể khiến các bạn mất điểm rất nhiều. Các bạn phải học đến mức tức là cứ nhắc đến dạng ghép tiêu đề chẳng hạn, ngay lập tức trong đầu các bạn phải hình dung là làm dạng này có mấy bước làm, dạng này sẽ để đến cuối mới làm. Ví dụ như thế thì các bạn đi thi mới làm nhanh gọn, chính xác được. Tóm lại, lưu ý thứ nhất là học kỹ các cái kỹ thuật, phương pháp làm cho từng dạng. Lưu ý thứ hai là sau khi xem xong mỗi bài giảng, các bạn nên thực hành ngay với sách bài tập IELTS Reading Ngọc Bách. Với mỗi dạng, mình có để ngay file bài tập ở dưới. Các file giải thích bài tập này các bạn không cần in, mình chỉ dùng để tra cứu thôi. Ví dụ khi xem xong video về dạng gut feeling, các bạn dở file bài tập ra. Ví dụ ở trang đầu tiên, mình thấy có bài trong quyển KEM 11, Test 1, Passage 1 chẳng hạn. Các bạn dở sách KEM 11 ra, sử dụng các phương pháp trong video hướng dẫn làm dạng gut feeling của mình làm bài. Sau đó làm xong, các bạn dở file bài tập ra và xem giải thích. Sau đó tiếp tục làm sang các bài khác hết dạng gut feeling thì thôi. Tức là ý của mình ở đây là các bạn sẽ chia nhỏ các bài thi IELTS Reading thành từng dạng và luyện thành thạo từng dạng một đã. Nhớ là các bạn nên lưu ý học các bảng keyword table mình đã tổng kết trong file xếp bài tập. Với những bài đọc nào các bạn cảm thấy quá khó, các bạn có thể tham khảo phần dịch song ngữ đi kèm để dễ hiểu hơn. Các bạn có thể đào ở link mình đính kèm. Trước khi thi tầm 1 tháng, sau khi đã thành thạo cách làm cho từng dạng rồi, tất cả các bài tập các bạn đã làm trong file bài tập đều được mình cố tình trích ra trong quyển Cambridge IELTS từ 5 đến 11 và không có quyển 12 trong đó. Tức là quyển 12, nó là tài liệu sát nhất với cả thi thật hiện tại các bạn có. Do vậy, mình để dành chỉ làm trước khi thi để đạt hiệu quả cao nhất. Các bạn sẽ dành thời gian làm full đề và căn thời gian 60 phút khi làm quyển Cambridge IELTS 12. Ngoài ra, các bạn có thể luyện tập thêm một số đề thi thật đính kèm trong khóa học. Các bạn lưu ý là các đề thi thật đều được mình tuyển chọn. Mình cũng check kỹ lại cả về đề thi và cả phần đáp án trước khi giải thích cho các bạn. Trên mạng cũng có một số trang cung cấp đề thi thật lấy từ bên Trung Quốc, thì các bạn không cần đào về hay làm gì. Thứ nhất là không cần thiết, làm các đề mình cung cấp là quá đủ rồi. Thứ hai là đề thi và đáp án của các trang này còn rất nhiều lỗi và không chính xác. Việc học và làm đề mà còn lỗi sai như thế này là rất nguy hiểm. Tiếp theo là một số lưu ý khi các bạn đi thi Reading. Các kinh nghiệm này mình tích lũy từ kinh nghiệm bản thân thấy là đúng. Ngoài ra thì mình cũng trích từ kinh nghiệm đi thi của các bạn học sinh đã đạt điểm Reading 9.0 và chia sẻ trên group IELTS Ngọc Bách. Có mấy lưu ý với các bạn. Thứ nhất, các bạn có thể làm bài theo thứ tự từ đầu tới cuối chứ không cần thiết làm phần nào trước hay làm dạng câu hỏi nào trước, vì đa số thông tin để trả lời các câu hỏi, trừ những dạng như ghép thông tin hay ghép tiêu đề thì các bạn sẽ làm sau cùng. Còn lại các dạng khác thông tin cũng xuất hiện cùng với thứ tự với câu hỏi. Khi đọc từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn. Thứ hai, làm câu nào phải chắc chắn câu đó vì thực sự rất khó có thời gian để xem lại lần nữa. Tuy nhiên cảm thấy có những câu cực khó thì cũng không nên tập trung quá lâu vào câu này mà phải đánh dấu lại để nếu còn thời gian thì quay lại nghĩ tiếp. Mình sẽ đánh dấu tất cả các phần thông tin trong bài đọc mà mình nghĩ là có liên quan đến câu đó để khi quay lại thì không mất công tìm kiếm lại từ đầu. Làm hết một nhóm câu hỏi thì nhớ ngay lập tức transfer đáp án sang tờ giấy thi vì phần reading sẽ không có thời gian để transfer và nếu để đến cuối giờ mới transfer cả 40 câu thì dễ xảy ra nhầm lẫn. Các bạn cẩn thận đọc kỹ đề bài. Mình biết có những bạn vì bất cẩn nên mắc những sai lầm cực kỳ đáng tiếc như đề bài hỏi true, false, not given thì viết đáp án là yes, no, not given, hoặc yêu cầu no more than two words thì viết 3 từ, hoặc transfer đáp án nhầm nguyên một dãy, hoặc làm câu hỏi đề bài đã làm sẵn. Các bạn hãy nhớ là luôn đọc kỹ câu hỏi đề bài trước khi bắt tay vào làm. Trên đây là kinh nghiệm để giúp các bạn đạt kết quả tốt nhất khi thi. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã tin tưởng tham gia khóa học online của mình. Nội dung của khóa sẽ tiếp tục được cải tiến, cập nhật thêm khi đề thi thay đổi. Ngoài ra, nếu như mình nghiên cứu và xây dựng được các phương pháp làm bài mới hiệu quả hơn, thì mình cũng sẽ cập nhật vào khóa học này, sao cho nội dung của khóa học luôn luôn bám sát vào xu hướng đề thi mới ra nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.